Hello các bạn, lại là một món rất là quen thuộc với Đạt nữa rồi các bạn. Đây chính là Mazda 3 màu trắng ha. Màu trắng là cái màu dễ bán nhất nha các bạn. Tại vì nó phù hợp với thị hiếu của rất nhiều người. Đẹp không các bạn ha. Nước sơn đồng đều ha, màu trắng đẹp nha các bạn. Và chiếc xe kế bên Đạt đây chính là Mazda 3 đời 2019, được sơn màu trắng ngọc trai. Thì một số anh em hay hỏi là ủa Mazda 3 đời này thì là Luxury, Bre hay là hay là Deluxe các bạn. Thực tế hồi đó là nó chưa có cái bản nào gọi là Deluxe, cũng chưa có cái bản nào gọi là Luxury. Hồi đó tính ra là nó là 3 phiên bản các bạn, 1.5, 2.0 và bản hatchback. Nhưng mà thật ra thì hết 90% cái số bán của nó thì nó làm ở cái bản này 1.5 sedan, tức là nó sẽ có cái cốp phía đằng sau. Còn cái bản hatchback thì cũng có nhưng mà rất là ít người mua. Còn bản 2.0 thì cực kỳ ít, hầu như là Trường Hải không thấy bán ra luôn các bạn, tại vì giá nó cao ha. Đó, bản này là phổ biến nhất, tại vì thứ nhất là nó đẹp, thứ hai nữa là nó có cái cốp đằng sau á. Cái bản sedan thì mọi người đi gia đình thì nó có vẻ nó cân đối hơn so với bản hatchback các bạn. Đó. Và hiện tại chiếc xe Mazda 3 đời 2019 này thì bên mình đang rao bán chỉ có 485 triệu thôi các bạn. 485 triệu là anh em có một chiếc sedan cỡ C của thương hiệu Nhật rồi các bạn ha. Giá rất là dễ mua, rất là dễ xài các bạn ha. Và Mazda thì anh em biết rồi, cũng khá là bền ha. Khá là bền và xe này đi rất là đậm ha. Nó đậm là tại vì biết sao không? Là thứ nhất là nó ở hạng C, cái thứ hai nữa là treo sâu của nó treo độc lập. Cho nên đi nó đậm lắm các bạn nha. Và bản này thì đã có cửa sổ trời ha, có cửa sổ trời. Trong khi đó là cái xe mới, cái phân khúc mẫu mới bản Luxury thì bị cắt mất cửa sổ trời. Động cơ hộp số thì nó vẫn vậy các bạn, thì họ chỉ thêm cái gọi là Sky Active G thôi. Nó về cơ bản thì nó vẫn là một cái động cơ 1.5, công suất thì nó cũng không cao đâu, đâu đó 110 mấy, gần 120 mã lực, nhưng mà nó tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn nha các bạn. Động cơ Sky Active nha. Xe này thì cam kết máy số zin nha các bạn, nó xe 2019 mà đây. Đó thì bên mình thì mới vệ sinh spa tí thôi các bạn ha. Đó, cái dòng nước nhôm của Mazda thì nó cũng hơi nhẹ màu tí xíu, chứ nó cũng không có được đẹp như là cái nước nhôm của Honda hay là của Toyota. Tuy nhiên thì qua kiểm chứng và thị trường bán rất là nhiều Mazda 3 rồi thì mình thấy nó cũng bền và cũng khá là lành, chi phí sử dụng cũng thấp các bạn ha. Cho nên là nhu cầu thị hiếu rất dễ bán ha, bởi vì cái giá của nó, giá của nó thì anh em thấy không, 485 triệu thì bây giờ nó cũng ngang ngang cỡ cái xe Kia hoặc là cái xe Hyundai rồi các bạn ơi. Cùng phân khúc ha, anh em nhìn khung xương được coi, các bạn coi kiểm tra lại, nói chung là cũng đẹp đấy, không tới nổi đâu các bạn ơi. Đẹp ha, nói chung đẹp trong tầm giá và tầm tầm phân khúc 485 triệu như thế này ok rồi ha. Chứ còn bây giờ đào đâu ra nữa các bạn. Đúng không? Đó, kiểu dáng nó bao nhiêu thế hệ thì nó vẫn vậy ha. Đấy. Đây, nội thất keo chỉ nguyên zin hết nha các bạn, xe không lỗi nha. Đó. Ở cuối 2019 thì vẫn là cái mẫu này. Thì nó sẽ có thêm là cái ghế điện ha. Đó, offer thêm ghế điện, còn đời này thì nó vẫn giống như 2018 Philip. Thì nó là ghế cơ. Đây, xe đi 5 vạn nha các bạn. Đồng hồ hiển thị là hơn 5 vạn nha. À, đây có lẫy chuyển số trên vô lăng, có cruise control, có phanh tay điện tử, có cửa sổ trời. Như này là bị là bọc cái trần 3D 4D này các bạn. Điều hòa của Mazda đời này thì anh em tưởng chừng giống như là điều hòa cơ, nhưng thực chất nó là điều hòa tự động nha các bạn. Có cân bằng điện tử, 4 túi khí. Mình qua mình tìm hiểu thì xe này nó 4 túi khí rồi ta, 6 túi khí các bạn, 6 túi khí nha. Đó, hợp lý các bạn ơi. 485 triệu, chưa tới 500 triệu anh em có con Mazda 3 đi à. Ha. Đó, nó đầm nha các bạn, đầm đó. Giá này thì nó cũng chỉ ngang ngang cỡ một em Vios cọp hoặc là một em City cọp thôi các bạn ơi. Đó. À, ai thì thích sự trẻ trung, sự đầm chắc thì đi em này, nó đầm nha. Nó đầm. Đó, thực ra thì nếu mà để so sánh một cách trực quan với cả Tiết, với cả City hoặc với cả Civic thì nó không bằng đâu, tại vì cái giá nó rẻ mà các bạn. Nhưng mà mình nghĩ nếu xét về nhu cầu sử dụng á thì như vậy là ok rồi, giá nó hợp lý ha. Hợp lý, 485 triệu dưới 500 triệu mà có một cái xe như thế này thì thật sự là nó cũng phù hợp với nhu cầu và túi tiền của rất rất là nhiều người. Anh em quan sát ghế da đồ xem. Đó, đây cũng là một chiếc xe mình nghĩ là nó còn rất là đẹp đó các bạn ha. Đẹp trong tầm giá và đẹp trong cả phân khúc. Đấy anh em nhìn này. Cũng hợp lý đúng không? Đâu tới nổi gì đâu đúng không? Hợp lý quá chứ các bạn. Các bạn nhìn nội thất rồi xem. Đấy thấy không? Đó cũng đầy đủ nhiều tính năng.
và rất dễ bán nha các bạn, rất dễ bán ha. À, Mazda 3 mà màu trắng anh em chị hiểu nhiều, hỏi nhiều, tại vì nó đi nó tiết kiệm nhiên liệu, hợp lý ha. Đó, cái nhu cầu mà ví dụ anh chị làm công chức, anh chị em đang làm công ty, xí nghiệp, nhất là ở cánh miền Đông, cánh mà Đồng Nai, Bình Dương á, đi làm công ty nhiều các bạn, cỡ mà trưởng ca, trưởng kiếp, mức thu nhập để nuôi một con ô tô mà cái chi phí sử dụng nó thấp như thế này thì rất là nhiều ha. Cho nên là chắc chắn là sẽ bán rất là nhanh ha. Rồi, xin nhắc lại với anh em, đây là chiếc Mazda 3 đời 2019, đời cũng không thấp ha, giá thì hợp lý các bạn, chỉ 485 triệu thôi, anh em có ngay một con Mazda 3, anh em nhìn lại đi, đẹp đúng không các bạn? Anh em nào đi mua đi gia đình cũng được, mua cho bà xã đi làm hàng ngày cũng rất là ok các bạn ha. Bây giờ là xã hội hóa ô tô rồi, mọi người sử dụng ô tô là để đi lại hàng ngày, chứ không phải là ô tô là để đậu ở nhà rồi có dịp gì thì mới moi ra đi. Bây giờ mọi người ô tô nó là phương tiện để phục vụ mình, và mọi người sử dụng ô tô là thay xe máy và đi hàng ngày luôn các bạn nha. Và đi hàng ngày như thế nào thì cái mẫu này mình thấy nó là tối ưu nhất ha. Xe cỡ C, đầm, bền, lành, đặc biệt chi phí sử dụng rất là thấp. Rồi, thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931 226669 nha. Xe thì đang đậu ở cửa hàng của bên mình, 09 Lê Hướng Mai, phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức nha anh em.